chơi game về bộ sản phẩm mà khi mình nói đến chắc chắn tất cả mọi người ở đây ai cũng sẽ rất yêu thích. Cho mình hỏi rằng bạn là một người đam mê chiến game, bạn là một người rất thích nghe nhạc, rất thích xem phim, nhưng kinh tế thì eo hẹp và bạn đang phân vân giữa rất nhiều các dòng loa đang có trên thị trường. Bạn cũng đã từng sử dụng qua một số các sản phẩm loa trong phân khúc từ 500 cho đến 1 triệu, nhưng tất cả đều không đáp ứng được nhu cầu mà bạn mong muốn. Nếu đúng như vậy thì ngay bây giờ mình sẽ review cho anh em bộ sản phẩm loa 4.1 full chức năng nhưng chỉ trong tầm giá 1 triệu mà thôi. Chắc chắn sẽ đem đến cho anh em những trải nghiệm âm thanh cực đỉnh, quẩy ba tại nhà và xem phim không thua gì một rạp chiếu phim xịn sò. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Siêu phẩm mà chúng ta sẽ cùng mổ xẻ ngày hôm nay đó chính là dàn loa 4.1 PK7500 mang thương hiệu của Taco. Nói để cho anh em biết, Taco là một thương hiệu của Việt Nam chuyên phân phối các thiết bị loa, tai nghe và thiết bị ngoại vi, và đồng thời là đối tác phân phối lớn của các hãng thiết bị mạng đứng top 1 thế giới, ví dụ như TP-Link, Linksys, Microsys. Ngoài ra, Taco còn chuyên thiết kế các giải pháp và lắp đặt hệ thống mạng Internet cho các doanh nghiệp và các tổ chức lớn nhỏ trên toàn quốc. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thiết kế bo tròn mềm mại, tôn màu đen, ghi rất sang trọng để bày trong phòng khách hoặc đặt trên bàn làm việc. Dàn loa 4.1 PK7500 gồm một loa trầm lớn và 4 loa vệ tinh chất liệu bằng gỗ, nên anh em hoàn toàn yên tâm về độ bền, hoàn thiện tốt, sờ rất sướng tay và cảm giác cực xịn. Lớp màng loa trầm lớn là lớp lưới chống bụi, thiết kế mặt trước độc đáo làm mình liên tưởng đến những chiếc phi tiêu của ninja. Loa trầm có màn hình LED, hiển thị các mốt và các thông số khi điều chỉnh mà rất hiếm có ở bất kỳ hãng loa nào chỉ với tầm giá 1 triệu. Ngoài sự hiện đại, trẻ trung thì sản phẩm còn đem đến trải nghiệm dễ sử dụng nhờ thiết kế tối giản, volume, bass, treble cùng trong một nút vặn rất tiện lợi. Về âm lượng, loa trầm có công suất 25W, 4 loa vệ tinh mỗi loa 5W, phù hợp với những căn phòng từ 30m², rất phù hợp với phòng trọ của các anh em. Mình đã test thử loa trong phòng ngủ và xem phim ở phòng khách, âm lượng đáp ứng cực kỳ tốt, mức tối đa không bị rè tiếng, nhưng anh em chỉ nên sử dụng loa âm lượng max là 80% thôi nhé. Đến phần review hấp dẫn nhất, tại sao mình dám chắc chắn rằng VK7500 sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm âm thanh cực đỉnh? Đánh giá này mình không hề bốc phét, bởi loa có thể điều chỉnh tăng giảm giải bass riêng lên đến mức 30 và giải treble từ âm 4 đến 4. Tính năng này quả là quá đỉnh cho một sản phẩm chỉ với tầm giá 1 triệu. Thay vì phải đánh đổi loa bass mạnh chỉ phù hợp với chơi game, nghe nhạc EDM, muốn nghe nhạc pop ballad thì phải chọn dòng loa có giải tần treble cao, thì nay chỉ với VK7500 là đã đủ phục vụ trọn vẹn, tốt tất cả các nhu cầu của bạn. Và giờ đến phần test âm thanh, hãy để âm lượng ở mức từ 40 đến 80%. Khi nghe nhạc EDM, nên để treble ở mức từ 0 đến 3, bass ở mức 15 đến 30 để cảm nhận rõ được độ sâu, tròn và âm lực của các chất nhạc. Âm bass nghe sẽ rất mạnh mẽ và tròn tiếng. Khi nghe nhạc ballad, nên để treble ở mức 4 là mức cao nhất để thưởng thức được sự đầy đặn, trong trẻo của âm nhạc và ca từ bài hát. Âm nhạc sẽ nghe rất trong, nét, rõ ràng và mượt mà. Biết đâu bất ngờ đôi ta chưa rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình. Và khi xem phim, âm thanh sống động không thua kém gì các cụm rạp chiếu phim. Quả thật, những pha drip, tháo ga hay tạt đầu, bật max volume thì âm thanh không khác gì đang nhập vai diễn viên chính là Dominic. Tất nhiên, âm thanh này là cực đỉnh trong tầm giá chỉ với 1 triệu. Đừng anh em nào so sánh khập khiễng với những dàn loa khủng giá vài chục triệu làm gì. Điểm cộng vô cùng lớn cho Taco đó là bộ dòng loa này kèm theo điều khiển từ xa như điều khiển của TV. Chỉ cần anh em có chiếc điều khiển quyền năng này trong tay, anh em có thể nằm trên giường, ngồi trên ghế ở khoảng cách xa tối đa 5m, vẫn có thể chuyển mode, tăng giảm âm lượng, tăng giảm bass, treble, chuyển kênh FM,
Nhắc đến FM, W7500 có công suất lưu trữ đến 20 kênh, đặc biệt là các bạn, gia đình, phụ huynh, người lớn thích nghe loa đài thì vô cùng hợp lý. Không biết bây giờ có anh em nào còn nghe FM hay không, chứ ngày xưa mình là một fan cứng, fan trung thành của VOV Giao thông với mê sồn FM lắm. Nên mình đánh giá rất cao tính năng này. Chưa hết đâu, Taco còn cực kỳ ưu ái cho dòng loa này, chỉ với tầm giá 1 triệu, nhưng có đầy đủ mọi tính năng, thậm chí còn có ở những dòng loa cao cấp. W7500 hỗ trợ jack cắm 3.5mm, khe cắm thẻ nhớ, USB và cả Bluetooth cho phép kết nối mượt mà trong phạm vi 10m, không có rào cản. Tương thích với tất cả mọi thiết bị từ TV, DVD, laptop, máy tính, điện thoại, máy nghe nhạc, vân vân và mây mây, quá xịn phải không nào? Điểm trừ duy nhất của dòng loa này là không có pin sạc. Anh em có nhu cầu di chuyển nhiều thì nên cân nhắc nhé. Chốt lại, dàn loa 4.1 W7500 cực kỳ đáng sở hữu. Mức giá đang được phân phối chính hãng tại Taco là 1.340.000 đồng. Sản phẩm sẽ được giao hàng siêu tốc trong 2 giờ và phân phối bảo hành chính hãng trong 14 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Anh em đang có nhu cầu mong muốn sở hữu một sản phẩm loa rẻ mà chất, không đòi hỏi setup quá cầu kỳ và phục vụ đa dạng tất cả các nhu cầu, thì hãy quất ngay sản phẩm loa này ở link fanpage và website mình để ở bên dưới đây nhé. Anh em có muốn mình review thêm về nhiều phụ kiện và sản phẩm giá siêu siêu rẻ mà chất hay không? Nếu có thì hãy like và share video này ngay đi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.